đồ gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Với video này, Mộc Nam Huy xin giới thiệu đến quý khách hàng hai chiếc bàn cúng trên chất liệu gỗ gõ đỏ với kích thước 1m54 và 1m74. Với video này thì Mộc Nam Huy sẽ cùng chi tiết đến quý anh chị khách hàng và cùng báo giá cho tất cả quý anh chị nhé. Vâng, và khi nói đến các mẫu án giang thờ hay chúng ta vẫn gọi đó là các cái mẫu bàn cúng thì lối thiết kế của các cái sản phẩm này luôn luôn sẽ là đơn giản, nhẹ nhàng nhưng không kém cái phần sang trọng cũng như là linh thiêng quý anh chị nhé. Với thiết kế của các mẫu bàn cúng dạng hai tầng như này thì rất dễ để quý anh chị cân đối được trong các cái không gian phòng thờ có diện tích nó từ trung bình quý anh chị nhé tới vấn đề nhỏ hẹp. Và tại đây mẫu này Mộc Nam Huy làm với kích thước chiều dài là 1m74, chiều cao lên tới lóc tầng trên là 1m33 và chiều sâu phủ bì là 74. Hai tầng được làm riêng biệt thì chắc là quý anh chị nhìn cũng đã thấy rồi. Với tầng trên này thì Mộc Nam Huy cũng có làm một cái chi tiết có quay này, có quay được đục nghê này đó, và được đục các cái họa tiết bông sen rất là quen thuộc ở trong các cái sản phẩm đồ thờ đúng không ạ. Đây là cái phần quay trước này đó. Phần mặt thì được đóng khung tranh với các phần khung 2,5 phân ván 1 phân rất là đẹp. Và trên cái phần tầng trên này thì Mộc Nam Huy cũng đo luôn cho quý anh chị coi nhé. Tầng trên này được làm với độ sâu là 30. Và tầng dưới này, đây chính là cái tầng chính để chúng ta để đồ lễ này, được làm với chiều sâu là 48 quý anh chị nhé. Đó là kích thước về cái độ sâu của bản mặt. Trên bản mặt này cũng được làm theo tiêu chuẩn mặt khung tranh với khung ván 1 phân và ván ngoài là ván 2,5 phân, rất là đẹp và gọn gàng. Thêm một chút nữa về chiếc mẫu an giang này thì Mộc Nam Huy cũng xin được giới thiệu thêm, đó là tiện ích trên mẫu an giang này cũng khá là nhiều. Khi mà các phần dạ tiền trước được làm có cả hộc kéo. Với cái phần hộc kéo này thì thực sự nó không phải là hộc kéo để đồ, nhưng nó lại là một cái mâm để đồ lễ quý anh chị nhé, trong những ngày chúng ta cúng cần nhiều đồ đó. Và có thêm hai chiếc hộc kéo nhỏ ở bên dưới để quý anh chị chúng ta để đồ, rất là gọn gàng và rất là tiện ích đúng không ạ. Chiếc an giang này trên kích thước 1m74 thì Mộc Nam Huy có làm với các tiêu chuẩn là các bản chân là chân đặc nguyên khối là chân 10 quý anh chị nhé. Dàn chân là dàn chân 10, rất là to cao và nhìn cái sản phẩm nó chắc chắn, rất là chắc chắn luôn, chứ nó không có đơn giản như là các cái sản phẩm thông thường. Và với chất liệu là gỗ gõ đỏ tự nhiên hết 100% thì Mộc Nam Huy cũng xin mời quý anh chị cùng coi và theo dõi luôn cả các phần mặt sau. Và đây là sản phẩm có giá là 18,5 triệu tại cơ sở Mộc Nam Huy. Tiếp theo, trên chiếc có kích thước 1m53, sản phẩm có giá là 16 triệu. Với chiếc này thì thiết kế của nó y chang như chiếc 1m74, tuy nhiên với kích thước ngắn hơn thì sẽ được làm với chiều dài ngắn hơn, còn chiều cao và chiều sâu thì tương tự như nhau. Và phần chân của chiếc này được làm nhỏ hơn một chút, đó là bản chân 8,5 chứ anh chị nhé. Thiết kế thì cả hai chiếc đều như nhau, không có gì khác biệt, đầy đủ các tiện ích bao gồm các phần mâm lễ và cũng như là các phần hộc kéo, tất cả đều được làm như nhau, không có thay đổi và cũng không có khác biệt nhau gì nhiều hết quý anh chị nhé, chỉ về kích thước mà thôi. Thì túm gọn lại về hai mẫu này thì Mộc Nam Huy cũng cân đối cho khách hàng quý anh chị sử dụng trong các căn phòng thờ có diện tích từ trung bình cho tới nhỏ hẹp. Còn nếu như chúng ta có kích thước phòng thờ rộng hơn, quý anh chị có thể cân đối cho các mẫu như là các mẫu sập thờ to hơn và có cái mặt rộng hơn. Còn tại đây sản phẩm sẽ cân đối đặc biệt, sẽ phù hợp để cho quý anh chị trong các căn phòng thờ trung bình, và chúng ta cũng có thể cân đối cho việc sử dụng những mẫu này dành cho việc làm bàn thờ gia tiên cho tất cả. Đa phần là mẫu gia tiên thì bên theo tôn giáo nào và chúng ta cũng đều thờ ông bà đúng không ạ, đều có các cái mâm ông bà, thì tất nhiên thì bên đạo nào cũng có thể sử dụng được chiếc mẫu bàn thờ này quý anh chị nhé. Rất là gọn gàng và rất là đẹp. Và nhìn cái sản phẩm thì tất nhiên rồi, nếu như chúng ta dùng cái sản phẩm hai tầng này với tầng trên và chúng ta để di ảnh ông bà chẳng hạn, ở bên dưới chúng ta để trưng bày đồ lễ, thì thực sự đây là một cái sản phẩm có thể coi như là rất là gọn gàng và tiện ích. Vâng, xin được cảm ơn tất cả mọi người đã cùng theo dõi video này với cơ sở đồ gỗ Mộc Nam Huy. Video này thì em cũng nếu như trong video này có thiếu sót thông tin gì, mong là quý anh chị có thể cùng bình luận lại ở bên dưới để Mộc Nam Huy sẽ cùng tư vấn thêm cho quý anh chị chi tiết hơn.
Còn với video này thì em cũng đã báo giá chi tiết kích thước về sản phẩm này. Cả hai sản phẩm này đều được làm bằng chất liệu gỗ gua đỏ tự nhiên hết 100%. Và khi làm các cái sản phẩm này thì bên Mộc Nam Huy em cũng đã cân đối rồi. Tại vì riêng về các cái sản phẩm đồ thờ thì luôn luôn khách hàng đều có những cái sự ưu ái hơn so với các sản phẩm khác. Vậy nên thì bên em đa phần đều làm trên chất liệu gỗ gua đỏ. Nó có cái độ cao cấp hơn và xứng đáng hơn cho việc chúng ta làm phòng thờ, cũng như là cái màu sắc thì nó đẹp hơn và tinh tế hơn rất là nhiều. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý anh chị khách hàng ở trong các clip kế tiếp cùng với cơ sở đồ gỗ Mộc Nam Huy.